Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Tổng đã vượt tất cả những người tiền nhiệm trên nhiều phương diện. Ngày 26 tháng 8, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trân với tựa đề Những tín hiệu đáng chú ý về Tô Đại Tướng. Tác giả đề cập đến phiên họp bất thường của Quốc hội ngày 26 tháng 8. Cuộc họp này chỉ kéo dài một ngày liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và phê chuẩn một số vị trí quan trọng trong chính phủ và đây là hình bài trên AFA. Tác giả cho biết, dư luận tập trung chú ý nhiều nhất vào khả năng thay đổi vị trí chủ tịch nước mà Đại tướng Tô Lâm đang nắm giữ. Đúng như các nguồn tin nội chính đã khẳng định, vị trí chủ tịch nước rồi sẽ được kiện toàn trước đại hội 14, nhưng chưa phải trong kỳ họp quốc hội bất thường lần thứ 8 này. Tác giả dẫn bình luận của giáo sư Abuja từ Mỹ nói rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đại diện cho sự trở lại của các nhà tư tưởng và đạo đức những người hứa sẽ loại bỏ tham nhũng và nâng cao danh tiếng của đảng trong mắt công chúng. Tuy nhiên, chiến dịch đốt lò của ông đã tiếp thêm sinh lực cho các nhà lãnh đạo thuộc lực lượng vũ trang. Tác giả nhận xét, chỉ một thời gian ngắn kỷ lục, Tô tổng đã vượt qua tất cả những người tiền nhiệm trên nhiều phương diện khi lần đầu tiên nhập vai ngoại giao nguyên thủ. Tác giả đặt vấn đề, liệu ông Tô Lâm có gửi được tín hiệu về tư duy và phương thức lãnh đạo mới? nhằm xây dựng một Việt Nam dân chủ, công bằng và thịnh vượng hay không. Ông sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc giữ cân bằng giữa đổi mới và ổn định, giữa quyền lực cá nhân và quyền lợi của các phe nhóm khác trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tác giả đánh giá từ thời ông Hồ Chí Minh với vai trò vừa là chủ tịch Đảng, vừa là chủ tịch nước sang Trung Quốc đến nay chỉ có ông Tô Lâm với hai cương vị tổng bí thư, chủ tịch nước, vừa rồi sang sánh vai với hoàng đế của Thiên Triệu. Chỗ này thì ông đã vượt cả ông Trọng lẫn các vị đảng trưởng lẫn quốc trưởng của xứ Đông Lào. Tác giả cho hay, trước khi ông Tập gặp ông Tô Lâm, khoảng 2 giờ, Bắc Kinh đã cho tàu hải cảnh hút thủng tàu của Philippines gây chấn động. Nhưng ông Tô Lâm tỏ ra không nao núng. Trong gói quà đầu tiên trao cho Trung Quốc, Tô Lâm vẫn đưa Biển Đông vào tuyên bố chung, dẫu tránh nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa. Tác giả nhận định, bản lĩnh Tô Đại Tướng một lần nữa được thể hiện trong việc đảm bảo vị thế của Việt Nam như là bên đóng vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tối đa hóa các lợi ích kinh tế và an ninh của mình. Mặc dầu cuộc gặp giữa Tô Tổng và Tập Cận Bình vào sáng ngày 20 tháng 8 cho thấy chuỗi cung ứng của Việt Nam dường như nghiêng về Trung Quốc tác giả dẫn lời ông Wester, Giám đốc Bộ phận Kinh tế châu Á tại Viện Chính sách Xã hội châu Á từ Úc cho biết. Trong khi Trung Quốc tìm cách củng cố mối quan hệ trên khắp thế giới đang phát triển, Việt Nam đang ngày càng trở nên có ý nghĩa chiến lược trong sự cạnh tranh kinh tế rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và cần duy trì để đảm bảo rằng Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc và đây là hình cố tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch tập cận bình tác giả trích báo chí quốc tế cho hay giáo sư triệu vệ hoa từ đại học phúc đáng trung quốc nhận xét hoa kỳ đã và đang theo dõi chặt chẽ mối quan hệ thương mại giữa hà nội và bắc kinh áp lực từ phía mỹ cũng được thể hiện qua việc hoa kỳ từ chối đề xuất của việt nam về việc thay đổi quy chế nền kinh tế phi thị trường một quyết định khiến hà nội thất vọng tuy nhiên tổng bí thư tô lâm vẫn chọn thăm Trung Quốc trước tiên sau khi nhậm chức và đã đạt được những kết quả khả quan từ chuyến thăm. Điều này cho thấy Hoa Kỳ không dễ dàng thay đổi được hướng phát triển của quan hệ Trung Quốc và Việt Nam, giáo sư Triệu nhận định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Tổng đã vượt tất cả những người tiền nhiệm trên nhiều phương diện. Ca sĩ Phạm Khánh Hưng và Tóc Tiên phải xin lỗi vì từng hát trong chương trình có cờ vàng. Ngày 23 tháng 8, AFI tiếng Việt loan tin, ca sĩ nổi tiếng Việt Nam phải xin lỗi vì từng hát ở Mỹ trong chương trình có cờ vàng. Theo đó, một số ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đang bị đào bới lại những hình ảnh từng đi biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở Mỹ có sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hai ca sĩ Tóc Tiên và Phạm Khánh Hưng phải lên tiếng xin lỗi. Và đây là hình bản tin trên AFI tiếng Việt Afa cho biết vài ngày qua một số trang facebook đã chụp ảnh màn hình video ghi lại buổi biểu diễn của ca sĩ phạm khánh hưng phía xa là hai cột cờ có treo cờ mỹ và lá cờ việt nam cộng hòa trên sân khấu còn có youtuber trương quốc quy một cụ tù nhân lương tâm việt nam một thành viên trong nhóm facebook hội phong sát việt nam đăng tải tấm ảnh nêu trên và ghi chú ca sĩ phạm khánh hưng 4 tháng trước hát cho chương trình có cờ ba sọc giờ về tham gia show yêu nước anh trai vượt ngàn trong gai. Theo AFI, ngày 22 tháng 8, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, một anh tài trong game show ca nhạc đình đám nhất hiện nay, Anh trai vượt ngàn trong gai đã bày tỏ xin lỗi trên Fanpage có hơn 50.000 người theo dõi. AFI dẫn lời giải thích của nam ca sĩ như sau: Hình ảnh mà mọi người thấy là lúc Hưng trình diễn tại một sân khấu thuộc tiểu bang Virginia vào ngày lễ hội hoa anh đào hàng năm. Đây là một chương trình nhãn hàng mời nghệ sĩ đến hát để khuấy động không khí. Hưng là người tham gia biểu diễn văn nghệ và duy nhất chỉ với tư cách đó. Và đây là hình nam ca sĩ Phạm Khánh Hưng trong chương trình Anh trai vượt ngàn trong gai. Nam ca sĩ sinh năm 1982 cho biết khi trình diễn có những khán giả lên xin chụp ảnh, giao lưu và song ca cùng Hưng với tư cách là fan hâm mộ nên Hưng cũng không thể từ chối và cho hay chỉ trình diễn năm bài về tình yêu. Hưng là người Việt Nam và luôn tự hào về dòng máu của mình. Hưng chưa bao giờ có hành động hay phát ngôn đi ngược lại với chủ trương của đất nước ta. Nếu có vấn đề gì khiến mọi người hiểu lầm, Hưng xin được cúi đầu nhận lỗi và mong mọi người yêu thương, hiểu rõ tâm tư của mình. Ca sĩ từng nổi danh hơn 10 năm trước bày tỏ. Bên cạnh đó, AFA cũng cho hay, mặc dù chưa bị các trang mạng để ý tới, ca sĩ Tóc Tiên ngày 23 tháng 8 tự lên tiếng trên trang fanpage có hơn 2,6 triệu người theo dõi cho biết cô từng học tập và trình diễn ở hải ngoại từ 15 năm trước, nên cũng không tránh khỏi việc từng vô tình xuất hiện trên một vài sân khấu không phù hợp do không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cẩn trọng khi trình diễn và đây là hình nữ ca sĩ tóc tiên trong một buổi biểu diễn afa dẫn lời xin lỗi và khẳng định của ca sĩ tóc tiên rằng luôn tự hào về quê hương dân tộc của mình và luôn ý thức thượng tôn pháp luật trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật cô cũng khẳng định tiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với các tổ chức chống phá lại quê hương mình sự tham gia của tiên vào các sự kiện đó chỉ đơn thuần là những màn trình diễn phục vụ nghệ thuật cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại với các bài hát hoàn toàn về tình yêu đôi lứa. Vẫn theo trang AFA, trước đó ca sĩ Mi Tra Trần, người từng lọt vào top 40 chung cuộc của chương trình The American Idol năm 2019, cũng bị đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV cắt sóng trong chương trình Anh trai say hai và phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân vì từng hát trong đám tang của ông Lý Tống hồi năm 2019 ở California và có xuất hiện cờ vàng. AFA cho biết thêm, ông Lý Tống từng là một phi công dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, nhiều lần tổ chức đánh cướp máy bay để rải truyền đơn tại Việt Nam, Cuba, nhằm kêu gọi người dân nổi dậy chống chính quyền. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ca sĩ Phạm Khánh Hưng và Tóc Tiên phải xin lỗi vì từng hát trong chương trình có cờ vàng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.